Mario Testino. Nhắc đến nhiếp ảnh gia thời trang uy tín trên thế giới, Mario Testino chắc chắn là cái tên đầu tiên mà giới thời trang ấn tượng. Ông khởi đầu sự nghiệp chụp ảnh khi chuyển đến London năm 1976. Đến thời điểm hiện tại, Mario đã từng cộng tác với nhiều ngôi sao hay thực hiện nhiều chiến dịch quảng cáo cho các tạp chí và thương hiệu danh tiếng. Trong các tấm ảnh của mình, ông thường sử dụng nhiều ánh sáng. Ông đợi đến khi người mẫu chuyển động tới giây phút họ tự tin nhất để biểu đạt bản thân một cách đẹp nhất và chụp. Thế là người phụ nữ trong ảnh Mario Testino ra đời, nhiệt thành, gợi cảm và tươi mới như lần đầu tiên. Mario Testino thử sức ở mọi mảnh ghép của nhiếp ảnh thời trang, từ chân dung người nổi tiếng đến bộ ảnh thời trang, từ ảnh quảng bá đến ảnh phóng sự. Gần 40 năm theo đuổi nghiệp ảnh, hàng loạt những giải thưởng đã đưa tên tuổi ông vượt qua ranh giới nhiếp ảnh thời trang. Stephen Maisel. Thời trang chỉ đơn giản như một cách gọi khác về vẻ đẹp đàn bà mà Stephen từ bé đã đem lòng đam mê, ngưỡng mộ. Từ cộng tác cùng nhiều chiến dịch thời trang cho các thương hiệu, Maisel cũng từng cộng tác cùng các tạp chí nổi tiếng như Vogue, Mỹ và Ý. Maisel cũng được coi là có sức ảnh hưởng trong việc thúc đẩy sự nghiệp của một số người mẫu nổi tiếng như Naomi Campbell, Christy Turlington. Ông thường xuyên đưa ra những ý tưởng mới, lúc tương đồng về màu sắc, lúc sử dụng tối đa ánh sáng. Nhiều lúc người ta cảm nhận sự cầu kỳ mà Stephen dàn dựng, nhưng đứng ở góc độ thị giác thì đó lại là một sự cách tân mới mẻ. Annie Leibovitz. Cuộc sống con người qua cách nhìn của những nữ nhiếp ảnh gia có những sự khác biệt rất lớn so với các nhiếp ảnh gia là nam giới. Với Annie Leibovitz, bất cứ ngôi sao Hollywood nào cũng đều biết đến tên tuổi của bà, và bất cứ ngôi sao nào cũng đều mong muốn trở thành nhân vật trong các bức ảnh của bà. Trong bộ sưu tập những chân dung của bà, không chỉ có những ngôi sao nổi tiếng của làng giải trí thế giới, mà còn có cả các nhân vật chính trị gia có sức ảnh hưởng thời đại, làm việc cho Vanity Fair, một tạp chí thời trang danh tiếng. Nhưng những bức ảnh của Annie Leibovitz không chỉ là ảnh thời trang, ảnh của bà có ý nghĩa biểu tượng và lịch sử, được thừa nhận ngay khi chúng ra đời. Mert and Marcus. Được mệnh danh là cặp đôi vàng của làng nhiếp ảnh thời trang, điểm nổi bật trong ảnh của Mert and Marcus chính là những quyền lực của một người phụ nữ, quyến rũ, tinh tế và kỳ bí. Khởi nguồn khi đến với nhiếp ảnh thời trang, cả hai từng gửi thư ảnh về tạp chí Days and Confused và ngay lập tức được chọn là ảnh bìa, và liên tiếp ngay sau đó, sự nghiệp của cả hai không ngừng hưng thịnh. Các tác phẩm của Mert and Marcus luôn có một sức hút nhất định, từng cộng tác với nhiều ngôi sao cho đến các thương hiệu như Emporio Armani hay Versace đều tin tưởng giao cho Mert and Marcus đảm nhiệm những chiến dịch quảng cáo lớn trong suốt những năm gần đây. Từ đây Mert and Marcus trở thành tên hãng chụp ảnh thời trang chuyên nghiệp nổi tiếng thế giới. Mario Sorrenti. Cha của Mario Sorrenti là một nghệ sĩ, mẹ là một nhà thiết kế thời trang. Thời niên thiếu ông đã được tập hợp những tinh hoa của bố và mẹ. Cũng từ đó, Mario tự định hình một lối đi riêng, kết hợp giữa nghệ thuật tạo hình và nhiếp ảnh. Gợi cảm, tinh tế và táo bạo, ảnh của Mario Sorrenti mang lại cho người xem những trung cảm mạnh mẽ. Anh chia sẻ, tôi cố gắng không để những yếu tố vật chất, địa vị xã hội và nền tảng văn hóa làm sao lãng khỏi việc lột tả bản chất của người mẫu. Thậm chí khi chụp những bức ảnh thời trang, tôi vẫn luôn cố gắng đi xa hơn những gì được che phủ bên ngoài bởi quần áo hay túi xách để đi đến tận cùng bản chất của con người đó.